Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Trong ngày 13 tháng 4 ấy, thì nghi Nga đã điều một lực lượng để phá hủy sở chỉ huy của Ukraine ở tại pháo đài Bakhmut. Pháo đài thứ hai Bakhmut đó là Adika đã bị phá hủy, và tình hình ở tại Adika Uleda đang rất là căng thẳng. Trong khi lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng để tiếp viện cho mặt trận miền Đông thì cũng bị sát thủ chống tăng của Nga bắn cháy đoàn xe thiết giáp của Ukraine với vũ khí đó là sát thủ của mình. Đây là những sự tổn thất. Ngoài cái tổn thất này ra ấy, thì Nga còn chặn quân dự bị của Ukraine nhằm vào tuyến huyết mạch duy nhất ở tại Bakhmut. Lực lượng này chưa kịp tới Bakhmut thì đã bị tiêu diệt. Vậy thì hỏi rằng trên toàn bộ lãnh thổ của Ukraine, 8 lữ đoàn hay 15 lữ đoàn của Uka đấy, giấu quân ở đâu cho nó nổi? Làm sao có thể hành quân trên bộ mà không có vũ khí bảo vệ để mà có thể an toàn được trước hệ thống pháo nhiệt áp của Nga? Ukraine tiếp tục nỗ lực huy động lực lượng dự bị tại Bakhmut, nhưng hầu hết lực lượng này đã bị loại bỏ, thậm chí là trước khi họ đến được thành phố. Cố vấn cho lãnh đạo của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk chia sẻ việc này với báo chí. Các lực lượng của chúng tôi ở tại Bakhmut đã gia tăng sức ép lên tuyến huyết mạch duy nhất để nối với Bakhmut và Chasov. Bất kỳ chuyến vận chuyển nào qua đây đều rất khó khăn. Trong khi đó thì Kiev vẫn đang cố gắng là huy động lực lượng tới một trong những khu vực nguy hiểm nhất này. Các phương tiện và binh lính đã bị loại bỏ trên đường này. Trước khi họ tiếp cận được ra thành phố. Cố vấn của lãnh đạo Donetsk cũng nhấn mạnh là lực lượng của công ty quân sự tư nhân Wagner tiếp tục giao tranh dữ dội ở ngoại ô phía tây Bakhmut, nơi Ukraine tập trung một nhóm vài nghìn đô la binh sĩ. Bakhmut nằm ở khu vực Donetsk do Kiev kiểm soát và được sử dụng như một trung tâm hậu cần quan trọng của các lực lượng vũ trang Ukraine tại Donbass. Giao tranh dữ dội lại giành quyền kiểm soát thành phố này vẫn đang diễn ra. Đây là sự tổn thất và cũng như là thế trận mà Nga đang kiểm soát ở phía tây của Bakhmut. Nhìn vào sự tổn thất của Ukraine cũng như là đà tiến công của lực lượng Wagner và lực lượng của Liên bang Nga, chúng ta đã thấy được là bức tranh thảm hại mà phương Tây cố gắng che giấu bằng những thông tin tình báo bị rò rỉ, những kế hoạch tài liệu mật bị rò rỉ. Họ cố gắng là đánh lạc hướng dư luận, không bàn về câu chuyện tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ở ngoài chiến tuyến. Và trong cái thời điểm bây giờ gia tăng căng thẳng ở sườn phía đông cũng rất mạnh, lực lượng NATO đang tập trận quy mô rất lớn ở tại Thụy Sĩ, và những cái máy bay trinh sát do thám của NATO bay liên tục xung quanh đó Ukraine, tức là ở phía tây Ukraine, để kiểm tra đó là mặt trận. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là cái mà bản thân Ukraine đang thiếu chính là cái lá chắn phòng không mà phương Tây chưa có để hỗ trợ được cho Ukraine bảo vệ binh sĩ ở trên chiến trường. Đây mới là cái thiếu hụt lớn của lực lượng vũ trang Ukraine cho đến thời điểm hiện tại. Trong cái kế hoạch đòi hỏi phản công thì chắc chắn quân đội Ukraine không thể phản công được trước cái tổn thất quá lớn. Cựu tình báo của Mỹ thì nói rằng vụ dò dỉ tài liệu mật có lợi cho Nga. Đương nhiên về điều này có lợi cho Nga, nhưng có lợi về mặt báo chí, có lợi về cái câu chuyện là hạ bệ Hoa Kỳ. Vì chúng ta biết là cái vụ dò dỉ này này thì bản thân Mỹ đã tự phơi bày cái bản chất của mình là đang theo dõi tất cả nhà lãnh đạo của đồng minh chư hầu, và họ chính là những tay sai để hỗ trợ cho Mỹ thực hiện cái kế hoạch để bảo vệ quyền bá chủ của mình. Thì đó là cái lợi lớn, đúng không? Việc dò dỉ tài liệu mật của Mỹ sẽ cho phép Nga đối phó với hoạt động gián điệp tốt hơn. Đây là khẳng định của một cựu quan chức tình báo Mỹ nói với lại Sputnik. Những vụ dò dỉ thông tin như vậy đe dọa tính mạng của mọi người, và kẻ làm lộ thông tin không hề nghĩ đến hậu quả đối với người thật. Việc thật này, khi thực hiện hành vi này, đáng lo ngại hơn là tác động của vụ dò dỉ thông tin sẽ cho Nga biết được là mức độ và khả năng theo dõi của Mỹ đối với họ. Qua đó một câu có thể thực hiện những biện pháp để đối phó rõ ràng là các kế hoạch và hành động của đối phương sẽ không được thông tin một cách đầy đủ.
Vừa rồi thì hệ thống an ninh mạng của NATO cũng bị tấn công và gây thiệt hại vô cùng lớn. Một sự xáo trộn toàn diện của tập thể phương Tây từ góc độ của các quốc gia mất đoàn kết, từ việc hỗ trợ cho Ukraine và chiến sự ở trên chiến trường cũng đang diễn ra một cách khó khăn và cam go cho chính quyền ông Zelensky bây giờ. Nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại thì ông Zelensky cũng đưa ra những lời tuyên bố mà với người ta là ông Zelensky đang phát biểu theo cái kiểu của người bị tâm thần, mất trí nhớ, mất trí, của kẻ mất trí. Về phần mình thì cựu phi công Hải quân Hoa Kỳ trao đổi với Sputnik rằng là việc dò dỉ thông tin sẽ làm thay đổi cục diện xung đột ở tại Ukraine. Việc đưa ra quyết định quan trọng tối cao đòi hỏi là nhận thức này, do đó đòi hỏi các phương pháp thảo luận bí mật và không công khai. Lầu Năm Góc đang điều tra vụ dò dỉ trên mạng xã hội. Các tài liệu mô tả tình trạng của quân đội Ukraine cùng các kế hoạch của Hoa Kỳ và NATO được thống nhất trước đó này. Tờ báo New York lưu ý rằng là các tài liệu đánh dấu vào đầu tháng 3 đã được phát tán trên các kênh Telegram. Đó là thân chính phủ, đó là Nga. Nguồn tin trên khẳng định rằng là có hơn 100 tài liệu bị phát tán trên mạng Internet gây thiệt hại đáng kể. Lầu Năm Góc thông tin với Sputnik rằng là hiện cuộc điều tra đang được tiến hành. Bình luận về dò dỉ thì người phát ngôn của Tổng thống Nga Peskov cho rằng Liên bang Nga không nghi ngờ gì về việc Hoa Kỳ và NATO có liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp đến cuộc xung đột ở tại Ukraine. Nhà Trắng từ chối xác nhận tính xác thực của các tài liệu được công bố trực tuyến, đồng thời cho biết họ chưa sẵn sàng đưa ra giả thuyết về cách thức và lý do vụ dò dỉ được thực hiện ra sao. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra hình sự về vụ việc này. Tức là Hoa Kỳ đã có sự thừa nhận là có vụ dò dỉ này, nhưng lý do tại sao nó bị dò dỉ ra ngoài thì vẫn đang trong quá trình nó điều tra. Đó. Điều tra hay không điều tra thì Ukraine cũng đã nằm trên thớt. Mọi thứ đã được định đoạt và số phận Ukraine ngày càng bị tiêu hao, mất máu nhiều hơn. Việc khả năng của phương Tây để mà viện trợ tiếp viện máu cho Ukraine là không đủ để hồi sinh lại lực lượng của chính mình. Sự tổn thất không thể khôi phục trong thời gian ngắn, trong khi thời gian thì đang dành cho Liên bang Nga, không dành cho tập thể phương Tây. Một câu thì lại nghi vụ tài liệu tuyệt mật của Mỹ nhằm đánh lừa Nga. Một câu cho rằng là vụ dò dỉ tài liệu mật mới đây của Lầu Năm Góc có thể là chủ ý của Mỹ nhằm đánh lừa Nga và không loại trừ đó là thông tin giả. Còn với Vũ Quang đã bình luận là đây là tin thật hay tin giả cũng không làm Nga bị bất ngờ được. Không thể là Nga bất ngờ được. Trên cái chiến tuyến dài 1.000 cây số đó, không có khăn đối với Nga để thực hiện các tuyến phòng thủ và những hỏa lực để hỗ trợ cho các khu vực chiến sự. Chúng có thể là tài liệu thật nhưng cũng có thể là tài liệu giả, hoặc một vụ dò dỉ có chủ đích. Thứ trưởng Ngoại giao của Nga, ông Ryabkov, nhận định về việc này. Ông lý giải thêm là vì Mỹ là một bên trong cuộc xung đột Ukraine, về cơ bản ấy, thì đang tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Liên bang Nga. Rất có thể họ đang áp dụng những mạnh, tức là những cái chiêu bài như vậy để đánh lừa lại Liên bang Nga. Tuần trước thì khoảng 100 tài liệu mật của Lầu Năm Góc dưới dạng là ảnh chụp bất ngờ dò dỉ trên các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Telegram. Theo truyền thông của Mỹ thì những tài liệu này bắt đầu dò dỉ trong các nhóm, đó là tán gẫu của các game thủ, trước khi lan rộng ra và trở thành chủ đề gây chú ý với dư luận. Các tài liệu này bao gồm nhiều thông tin mật liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như là những vấn đề nhạy cảm của nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả là đồng minh hay là đối thủ của Mỹ. Một số tài liệu cho thấy là Mỹ tỏ ra bi quan về năng lực quân sự của Ukraine trước Nga và dự đoán là xung đột sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng tới. Nhưng thời gian trong bối cảnh hiện tại thì đang dành cho Nga, không phải là dành cho tập thể phương Tây. Sự hỗ trợ của phương Tây trong bối cảnh hiện tại chưa thể giúp Ukraine thực hiện cuộc phản công được. Đồng minh châu Âu Hoa Kỳ thì đang hướng sang một thế giới độc lập, tự chủ, tức là thế giới đa cực. Còn nhà khoa học chính trị quân sự thì nguy cơ va chạm giữa Nga và NATO ở hai khu vực là rất cao, gồm Kaliningrad cũng như là ở tại Ukraine. Ông Gradunov, chuyên gia của Hiệp hội các nhà khoa học chính trị quân sự, đã bình luận với Liên Xô về tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao của Nga.
liên quan tới nguy cơ gia tăng đụng độ quân sự giữa Nga và NATO. Trả lời phỏng vấn một tờ báo của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao của Nga cho biết là nguy cơ xảy ra đụng độ quân sự giữa Nga và NATO đang ngày càng lớn. Mọi người đều hiểu điều này, nhà ngoại giao nêu ví dụ là tình hình ở tại vùng Baltic. Ông lưu ý rằng là Nga đã cố gắng bằng mọi cách có thể để bình thường hóa tình hình ở Baltic, nhưng không có đề xuất nào được liên minh đó là xem xét. Bình luận với Sputnik thì chuyên gia của Hiệp hội các nhà khoa học chính trị quân sự bày tỏ quan điểm rằng nguy cơ đụng độ quân sự đang gia tăng ở những khu vực mà Nga có lợi ích quốc gia. Ở tất cả những khu vực có lợi ích quốc gia của đất nước chúng ta, NATO sẽ cố gắng để lật đổ Nga, là cách thức mà phương Tây đang lên kế hoạch để làm suy yếu Nga. Và rủi ro là rất cao. Tôi rất muốn nói rằng là sẽ không có đụng độ. Đang ngồi trong NATO là những người thông minh và hiểu rõ về tình hình. Nhưng không, bây giờ đang là lúc quyết định số phận NATO, liệu khối này có tiếp tục tồn tại hay là không. Bây giờ mọi quân bài đang được đặt trên bàn. Chúng ta biết rằng Kaliningrad là vùng đất hải ngoại của Nga. Nó nằm trong tử huyệt, nằm trong lòng châu Âu và là tử huyệt của NATO. Là tử huyệt của NATO. Nói là bùa vây Kaliningrad để làm suy yếu về không gian an ninh của Nga. Nhưng mà tất cả mọi quốc gia NATO đều hiểu không thể đụng được vào Kaliningrad. Khi mà Nga quyết định cho một cái cuộc tấn công phủ đầu, nếu nhận thấy rằng không gian an ninh của mình bị nguy hại thì bản thân Nga cũng không thể nào đỡ nổi. EU không thể nào đỡ nổi. Nhà khoa học chính trị quân sự tin rằng là nguy cơ đụng độ chính giữa các lực lượng của Nga và NATO ở Ukraine và Beirut là rất cao. Nếu NATO thua ở Ukraine thì quyền lực của tổ chức này sẽ giảm mạnh và mọi người sẽ dần dần phân tán. Do đó không loại trừ các cuộc đụng độ vũ trang ở đây và chúng đang diễn ra ở Ukraine ngày hôm nay. Có thông tin cho rằng là lực lượng đặc biệt của Anh đã thử nghiệm ở đó trong khuôn khổ tham gia chiến sự về phía lực lượng vũ trang Ukraine. Đây đã là một cuộc đụng độ. Họ có thể cố gắng sử dụng vũ lực với sự giúp đỡ của người Ba Lan hoặc là chính Ukraine để giải quyết vấn đề Beirut cho chính họ, bởi vì NATO không hài lòng với liên minh của Beirut và Nga. Chúng ta đều nhìn nhận được về một cái việc của không gian thế giới phương Tây. Khi Ukraine thất bại và quay trở về với Liên bang Nga một cách đó là vô điều kiện, thì Liên minh châu Âu, Liên minh Bắc Đại Tây Dương thì chắc chắn sẽ bị suy yếu và dần dần đó là tan rã. Vì sự tồn tại của nó bỗng dưng trở lên nó là vô nghĩa. Sự tồn tại của nó sau khi Ukraine thất bại, nó chỉ làm gánh nặng cho châu Âu, chứ không thể bảo vệ không gian an ninh châu Âu được. Vì châu Âu luôn thừa nhận rằng họ không thể có được an ninh hòa bình lâu dài nếu thiếu bàn tay sắt bọc nhung của Liên bang Nga. Do chính những tổ chức khủng bố, chủ nghĩa dân tộc đoan hay là những người Hồi giáo sẽ thực hiện phá hoại lục địa châu Âu. Vì châu Âu luôn đi giao giảng những điều đạo đức với phần còn lại của thế giới, nhưng mà chính họ lại là kẻ đào tạo ra các tổ chức khủng bố, tổ chức dân tộc cực đoan. Khi mà phương Tây đào tạo ra và không giúp được cho họ, thì việc của họ là quay trở lại cắn chính kẻ đã tạo ra họ. Còn lực lượng vũ trang Ukraine đang chịu tổn thất khổng lồ, không thể phản công được. Đây mới là một sự thật mà phương Tây đang phải đối diện. Những gói viện trợ hiện tại của tập thể phương Tây đã và đang được coi là những gói viện trợ cuối cùng để hy vọng Ukraine tạo ra kết quả, sau đó mới tiếp tục nhận những nguồn viện trợ tiếp theo. Đàm đạo với Sputnik, nhà làm phim tài liệu, nhà làm phim tài liệu đó là Tatarov, đã bình luận là các thông báo về lực lượng vũ trang Ukraine hoãn phản công này, cuộc phản công lực lượng vũ trang Ukraine vốn đã lên kế hoạch vào mùa xuân nhưng bây giờ phải hoãn lại bởi lý do điều kiện thời tiết, cung cấp thiết bị quân sự chậm và thiếu đạn dược. Washington Post thông báo việc này. Bài báo lưu ý rằng là tình hình thậm chí còn trở nên phức tạp hơn do vụ dò dỉ các tài liệu mật của Lầu Năm Góc, trong đó chứng tỏ thông tin về thực trạng quân đội Ukraine. Theo quan điểm của ấn phẩm thì điều đó có thể buộc quân đội Ukraine phải thay đổi kế hoạch để thực hiện phản công. Trước đó, Thủ tướng Ukraine tuyên bố rằng là cuộc phản công lực lượng vũ trang Ukraine có thể quyết định vào mùa hè. Hồi đầu tháng 4 thì Ngoại trưởng Lincoln
Không loại trừ khả năng là cuộc phản công đó sẽ bắt đầu ngay trong những tuần tới. Nhưng đến bây giờ sau vụ rò rỉ, có thể cái kế hoạch này đã bị chững lại và thay đổi. Tôi cho rằng tất cả những câu chuyện này chỉ là nỗ lực nhằm đánh lạc hướng chú ý của dư luận khỏi con số thiệt hại khổng lồ của Ukraine. Đây mới là yếu tố chính mà bản thân phương Tây đang đối diện nhưng không muốn dư luận thấy. Xã hội Ukraine sẽ rúng động bởi những thất bại và mất mát lớn. Tình cảnh của Zelensky và các cộng sự đang thực sự là quấn bách. Họ sẽ phải đối mặt với nỗi hận thù tầm quốc gia của toàn dân sau khi mọi người nhận ra rằng đã bị dắt mũi bởi những thông tin sai lệch mà chính quyền ông Zelensky đã tung ra. Và chính họ là những bia đỡ đạn chỉ để bảo vệ cho quyền lợi của nước Mỹ chứ không phải bảo vệ quyền lợi cho Ukraine. Cho nên ông Zelensky đang minh chứng mình là một tội đồ của dân tộc Ukraine và là kẻ thù không đội trời chung với nhân dân châu Âu chứ. Đó. Là một cánh tay nối dài tay sai đắc lực của Nhà Trắng. Còn nhà phân tích quân sự của Mỹ chỉ ra thứ vũ khí bí mật của Putin khiến Zelensky ghen tị và lo sợ. Và việc ghen tị này không chỉ của ông Zelensky mà của cả tập thể phương Tây nữa. Lợi thế vượt trội giống như là thứ vũ khí bí mật của Putin so với lại nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky là Tổng thống Nga không cần vội vàng để đặt mục tiêu của mình. Cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Ritter tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn. Zelensky phụ thuộc rất nhiều vào khung thời gian vì ông ta phải chịu áp lực lớn. Qua mỗi một ngày đều có nghĩa là phương Tây phải phân bổ nhiều tiền và nguồn lực hơn nữa để duy trì cuộc xung đột này. Ritter lưu ý rằng là khác với Zelensky, Putin không hề bị giới hạn về thời gian. Theo vị sĩ quan của Mỹ, nhà lãnh đạo của Nga đã đặt ra những mục tiêu cụ thể mà Moscow dự định đạt được trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt và sẽ thực hiện một cách có hệ thống theo đúng đó là kế hoạch. Lực lượng vũ trang Ukraine đang ở tình thế nguy kịch và không thể chống lại các đơn vị của Nga ở Bakhmut. Chuyên gia Mỹ nhận xét là sau thất bại, trong trận chiến này, giới sức ép của các đồng minh phương Tây Zelensky sẽ phải đi tới đàm phán với Moscow. Nhưng mà trong cái thời điểm mà đã thất bại ở Bakhmut, ở miền đông Ukraine, thì chưa biết được là phương Tây có tuyên bố dừng viện trợ vũ trang cho Ukraine hay không. Nếu chưa tuyên bố dừng viện trợ vũ trang Ukraine, thì sẽ chưa ngừng bắn, chưa có đình chiến. Mà Nga có thể phát động, mở rộng chiến dịch quân sự đặc biệt và thực hiện đòn tổng tiến công sau ngày 18 tháng 5, khi mà thỏa thuận ngũ cốc hết. Và phương Tây không đáp ứng được điều kiện của Nga để tiếp tục gia hạn cho cái hành lang ngũ cốc đấy. Thì đây mới là thời điểm then chốt nguy hiểm dành cho lực lượng vũ trang trọng của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt này. Và đây cũng là thời điểm then chốt đối với binh sĩ của Nga. Đối binh sĩ của Nga. Được gọi là khó khăn chồng chất dành cho tập thể phương Tây. Trong khi đó phần còn lại của thế giới, đặc biệt là nền kinh tế mới nổi, họ vẫn đang tăng cường hợp tác đoàn kết để xây dựng một không gian thế giới đa cực, phi đô la hóa trong quan hệ song phương, phi đô la hóa trong thương mại quan hệ song phương. Và người ta thấy điểm đến của phi đô la hóa sẽ bắt đầu từ dầu thô. Giá dầu thì tiếp tục tăng, phương Tây thì tiếp tục đòi lao dốc về kinh tế, xã hội phương Tây thì ngày càng rối ren, đồng minh chư hầu thì không thống nhất. Ý kiến hỗ trợ cho Ukraine thì còn gặp nhiều vấn đề và bất bình ở đây. Họ muốn đánh bại Nga trên chiến trường, nhưng lại lo ngại những phản ứng gay gắt đến từ Liên bang Nga. Họ vẫn đang hạn chế và theo dõi những phản ứng đến từ Nga để trong quá trình viện trợ vũ trang cho Ukraine đấy. Vậy thì nhìn tình hình về bàn cờ quân sự thế giới, gia tăng căng thẳng nóng ở tại bờ đông của nước Mỹ và bờ tây của nước Mỹ, với các cuộc tập trận quy mô lớn diễn ra ở tại Đông Bắc Á, Philippines, diễn ra ở tại Thụy Sĩ, Thụy Điển, diễn ra ở Thụy Điển, đồng loạt đang diễn ra và đều là những cuộc tập trận rất lớn. Đây là quá trình phô trương cơ bắp của Mỹ và đồng minh. Nhưng việc phô trương cơ bắp này trong thời điểm hiện tại, người ta vẫn nhìn nhận thấy Ukraine đã và đang không cơ hội để tập thể phương Tây có thể hỗ trợ cho Ukraine thoát ra khỏi cái cơn khủng hoảng hiện tại. Người ta chưa thấy cái cơ hội đấy. Và khi chưa thấy cái cơ hội đấy, thì chúng ta cũng biết là tập thể phương Tây khó có thể đưa được Ukraine tới một cái tầm cao làm suy yếu Nga trên chiến trường và làm cho nhân dân Nga mất kiên nhẫn được.
sẽ không cơ hội như vậy. Sau hơn một năm thì tập thể phương Tây không thể không dè chừng trước những vũ khí răn đe của Nga này. Không thể không ái ngại trước những phản ứng đến từ Liên bang Nga này. Đó là những điểm mà chúng ta nhìn nhận. Còn về kế hoạch phản công, kế hoạch hỗ trợ, mọi thứ nó vẫn nằm dưới hỏa lực của Nga. Thì đây cũng là một vấn đề khó khăn. Vậy thì những lữ đoàn mà Ukraine đã đang chuẩn bị đào tạo, có lẽ nó vẫn đang nằm ở Ba Lan, vẫn đang nằm ở quốc gia nào đó phương Tây, chứ chưa sẵn sàng để đưa vào trong Ukraine. Vì tình thế như bây giờ, lá chắn phòng không chưa có, chưa đủ để có thể đánh chặn được những tên lửa dẫn đường tầm xa của Nga, thì đó là một cái nguy hiểm. Khi mà đồng loạt đưa mười mấy lữ đoàn vào trong Ukraine để chuẩn bị cho phản công, rồi thì tất cả các khí tài đạn dược đưa vào, trong bối cảnh hiện tại thì quá nguy hiểm. Mà đưa vào cùng một lúc số lượng lớn cũng rất nguy hiểm. Bởi số lượng lớn đưa vào cùng một lúc chỉ có sử dụng tàu hỏa thôi. Mà tàu hỏa là anh chành anh ra giữa rồi, chẳng có lấy gì đảm bảo trước hỏa lực của Liên bang Nga cả. Không lấy gì để đảm bảo hết. Đúng không? Cho nên là sau hơn một năm chúng ta mới thấy sự mạnh mẽ giàu có của phương Tây. Nó nằm ở trên cái gì ạ? Nằm ở trên báo chí. Những điều tốt đẹp nó nằm ở trên báo chí. Khi mà cái nền kinh tế phụ thuộc nhiều thương mại, mà chính họ lại cắt đứt mối quan hệ thương mại lớn trong không gian thương mại lớn với Nga, thì tự họ đang đi tới con đường tự sát, chứ đâu có thể gây hại được cho Liên bang Nga được. Không thể gây hại cho Liên bang Nga được trong bối cảnh như hiện tại, đúng không? Trong khi đó thì Tổng thống Pháp ấy, là muốn vì một châu Âu tự chủ và chiến lược. Nhưng việc này với Hoa Kỳ thì đây là một sự phản bội. Đối với Ba Lan thì phản đối hoàn toàn về kế hoạch này. Và người ta phơi bày châu Âu đang là chư hầu của Hoa Kỳ, chứ không phải là một lục địa được có quyền tự chủ. Chúng ta cần tự chủ trong việc lựa chọn đối tác và định hình vận mệnh của châu lục, thay vì chỉ là những chứng nhân đơn thuần cho sự phát triển như vũ báo của thế giới. Chúng ta sẽ làm được điều này với một tinh thần cởi mở và luôn sẵn sàng chào đón những cái bắt tay phù hợp, Tổng thống Pháp Macron tuyên bố trong một bài phát biểu tại các thành phố của Hà Lan. Pháp đang là những tiếng súng đầu tiên cho một châu Âu tự chủ theo chiến lược riêng của mình. Cũng là những tuyên bố là chúng ta là đồng minh chứ không phải là chư hầu. Chúng ta sẽ làm việc chung nhưng không có nghĩa là chúng ta không được suy nghĩ để có hành động riêng cho chính mình, để bảo vệ quyền lợi riêng của mình. Và Hoa Kỳ thì hoàn toàn không thích những lời tuyên bố này. Những cái việc mà Nhật Bản nằm trong G7 nhưng lại quyết định nhập khẩu dầu thô của Nga trên giá trần thì nó đã là một vết nhơ trong các lệnh trừng phạt của phương Tây rồi. Bên cạnh đấy, trong cái tài liệu mật dò dỉ ấy, thì lại lộ ra một kịch bản là Mỹ vẫn đồng ý cho các công ty tập đoàn của Mỹ làm ăn với Nga thông qua quốc gia thứ ba, nhưng lại xúi giục toàn bộ tập đoàn công ty của châu Âu phải rút ra khỏi, đó là Liên bang Nga. Và trước đó chúng ta cũng biết là Mỹ vẫn tăng cường nhập khẩu dầu thô đến từ Nga thông qua quốc gia thứ ba hoặc là những hành lang đặc biệt, nhưng lại kêu gọi châu Âu là dừng sử dụng năng lượng của Nga. Và bản thân Mỹ đã bán cho châu Âu với giá năng lượng cao gấp nhiều lần so với việc sử dụng năng lượng đến từ Liên bang Nga. Tưởng chừng châu Âu đã tích trữ được một khoản năng lượng lớn để vượt qua mùa đông giá lạnh vừa rồi về mặt đo đạc kỹ thuật, và vẫn tiếp tục duy trì được nền công nghiệp của mình trong khoảng thời gian một năm đấy, thì có thể đánh bại và làm suy yếu được Liên bang Nga, và sau đó tiếp tục được sử dụng năng lượng của Nga với giá rẻ. Nhưng ai ngờ sau hơn một năm thì Liên bang Nga không bị thay đổi, không có dấu hiệu bị sụt giảm, không có dấu hiệu bị suy thoái kinh tế, mà nền kinh tế của Nga đang tăng trưởng trở lại. Kinh tế vĩ mô, giá trị thặng dư của Nga đang rất tốt. Những điểm này nó minh chứng cho sự ảnh hưởng và chuẩn bị rất tốt, kỹ lưỡng, toàn diện cho chiến dịch quân sự đặc biệt đến từ Điện Kremlin. Mà tập thể phương Tây thì luôn luôn nằm trong thế bị động khi muốn chống lại Nga, áp đặt những lệnh trừng phạt tới mức bây giờ họ cạn ý tưởng để trừng phạt Nga rồi. Thì đây là những gì Vũ Quang muốn cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.